nền tảng kết nối cộng đồng hoàn toàn miễn phí, Giúp tôi đã cung cấp trợ giúp cần thiết cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Người dùng có thể gửi yêu cầu trên ứng dụng, hệ thống sẽ tìm một chuyên gia y tế phù hợp tức thì và kết nối với người dùng. Hiện tại dự án này đã huy động được mạng lưới chuyên gia y tế khắp mọi nơi để trợ giúp cho những bệnh nhân nhẹ hoặc các trường hợp tiếp xúc gần. Giúp tôi là một nền tảng kết nối theo yêu cầu do 150 tình nguyện viên, người Việt trên khắp thế giới xây dựng với tốc độ thần tốc trong vòng 2 tuần để đưa đến cho cộng đồng một cái ứng dụng để mà có thể kết nối trực tiếp với đội ngũ y bác sĩ để có được cái tư vấn y tế khi cần thiết. Các tình nguyện viên đến từ rất là nhiều những lực lượng khác nhau. Đó có thể là các giáo sư, các chuyên gia, các bác sĩ, lực lượng nhân viên y tế cả nước, cũng như là các đội ngũ chuyên gia và chuyên viên tư vấn tâm lý. Hiện đã có hàng chục nghìn người đã nhận được sự hỗ trợ từ những dự án công nghệ vì cộng đồng. Vừa sử dụng dễ dàng nhưng lại kết nối hiệu quả, đã giúp cho ai cũng có thể tham gia đóng góp công sức vào nỗ lực phòng chống COVID-19 chung của cả cộng đồng.